Chào anh chị buổi chiều nha. Bữa nay là ngày 31 tháng 3 21 chị nha. Cũng gần qua cái tháng 4 rồi. Bữa nay em cũng sẽ lên dậy là đi xong chảo là đồ dùng nhật mỗi ngày 14 giờ chiều tăng chu vi chị nha. Bắt đầu sẽ lên đồ đầu tiên là số đầu tiên là nồi chị nha. Hôm này có dĩa hấp nha, hôm này cũng có mớp nhẹ cũng dày, nồi nhật chị nha, đường kính 24 cao 15, nồi này là 350 nha, tại nó hai cái nên nó cũng hơi dày, 350 này quên đèn lắp rồi. Này này có mớp nhẹ nè, nhưng mà nó nguyên khói gì nha, mớp nhẹ bên ngoài có dơ nè, hồi này cũng dày, đường kính 23 cao 13 có dùng từ nha, dùng từ 300 có mớp nhẹ chị nha, nhưng mà con này dày lắm, con khổng lồ tiếp theo nha, con này nguyên khói luôn, được có hai con gà vậy nha, cái nóc dùng từ của Nhật nha, đường kính 28 19 cao 14, nồi này là 550 khổng lồ dày dặn rất đẹp trai. Tiếp theo thì nha, cái nồi rất dày nha, hai đáy rất dày, hai đáy đường kính 25 cao 17 gì nha, con này là 450 thứ 4 nặng quá, nặng lắm. Con này cũng có cái dĩa hấp này chị nha, con này cũng khá dày, hay nguyên khói nha, nguyên khói dùng từ nguyên khói dày dày, đường kính đó là 28 cao 13 rưỡi nha, khá là mát luôn, con này 600 khá là to rất là nặng nha, có dĩa hấp luôn, chút có xuống chưa sao chút xuống. Tiếp theo con này giống như của ấy cũng hai đáy rất dày nha, hai đáy mà nguyên khói luôn, rất là dày đẹp nè, đường kính 25 bây giờ cao 12 450 nha, 450 rất là bự dày nha, dày đẹp. Tiếp theo con này hai mớp chị nha, mà mỏng nữa, mớp này chị nha, mỏng, đường kính 24 cao 15, con này 300 rồi. Tiếp theo cái nồi này, này cái lẩu lên chị nha, chặt kẹp nó chảo vậy đó, hàng của chị nên đi của Nhật chị nha, 27 cao 8 200 giờ đây nhanh có làm không? Có mà, cái bệnh đó. Con này thì 150 nha, nói chung là bán 100 ngàn chị sẽ chơi cái bánh thì trong đẹp, ngoài nó bị hơi chóc với nước sinh điện hơi xấu, đường kính 19 cao 950 nha, chị 100 cao ở trong nó đẹp nhưng ngoài nó hơi xấu nè, nên bán 100 cao dùng từ nha, 19 dùng từ đó. Cái nồi nào ta hồi mai cái này phải có cái nồi nào nè, đưa đây coi ở dưới là cái nồi nào mà bự để vô á, cái dưới này nè. Ồ, có cái nồi này nào, cái nồi bình biết đâu. Có đâu. Cái nồi nó đẹp riêng mà, tại cái này đưa cái nồi nào nó có thành cái nào vô. Có cái nồi đó được không? Cái nồi bự nhất kìa, đứa nào bự nhất thì coi. Nồi bự nhất đây nè. Ừ, ở dưới á, ở dưới á, ở dưới á. Nồi dưới á. Nè, được nè. Để đây coi, trả lại cái giá coi. Nồi đúng luôn á. Này nắp đây. Cái này giống hơn. Cái nồi không, tại vì cái này cái lòng nồi có là mà bán đâu được đâu. Cái... Nhưng mà này là vô được khớp rồi ba, hấp được mà, đúng không? Nắp cũng vừa nè, bây giờ đưa cái này số mấy đây? Nãy cái số này số mấy đây? Trời ơi, cái nồi này nãy là 550 gì nha, số 3 nè. Em sẽ chỉnh số 3 trước chị nha. Cái nồi này lên tới
tính ra thêm cũng 100 ngàn, 650. Cái này là vô được cái này thành đồ hấp nè các bạn ha, hấp cũng được mà, có cách này mới vừa vô đây ha. Bỏ có có ờ 650 anh chị nha, số 3 650 cho em anh chị nha, 650 số 3 cho em nha anh chị. Chết luôn, chết mình bán lẻ đó biết bán sao giờ. Vô cái này hấp vô đi, giờ nó hơi rất gáp nhưng mà nó là dừa nên nó dừa. Cái này à, cái này là quánh xong rồi cái 10 rồi, cái quánh này đường kính 20 phân nha, cao 8 150 nha, quánh 150 150 cái này dày nguyên khói gì nha, thì có nhợ thì quánh nhưng mà dày đó, đường kính nó 19-20 cao 9 thì nha, 200k cái 11 à, trời ơi, gì vậy trời, này gì kiếm nổi, này có Mỹ á, kiếm nổi với Nhật thì sao mà nặng vậy, này có Mỹ, nó có Mỹ kiếm nổi thôi, này có Nhật cái trời. Đó, cái nồi đâu rồi, cái bánh gì cái nồi đâu mà 2kg hơn ta. Cái này giống của Mỹ, chị ra đường kính 27 36, như nồi lẩu Mỹ, chiên Mỹ chị đến chị 600 ngàn chị nha, cái này cực kỳ hấp dẫn luôn. Nó cân nặng 2kg mấy chị nha, không có cách nào khác hết. Nặng không? 2kg mấy không nặng mới lạ. Đây là nguyên khói nha chị nha. Cái này số 13 đường kính 22 cao 12 chị nha, con này 300 xe. Con này mỏng lét đi nha, 100k mỏng nhật nha, mình kính 18 cao 9 100k có 14 này rất đẹp chị. Cái nồi này nguyên khói vậy nha, mất cái bàn nữa gì, dày lắm chị nha, nhỏ như cái vỏ này mình, đường kính 18 18 rưỡi, ca 8 nha, nắp hơi khắc một chút, hơi khắc một chút, 300k chị nha, cái nồi rất là dày luôn chị nha, đẹp lắm, nắp nắp hơi khít chị nha, nắp hơi bị khít, cái đậy hơi cứng, đậy hơi cứng nhắc luôn, đây cái nồi rất khen đã qua sử dụng nha, đường kính 24 cao 9 con này là 250, còn nhỏ còn nhẹ hơn con nãy thôi chị, số 16 gì nha, nhưng mà nó cũng dày, mà cũng dày con nãy, con này dày lên chị nha, bên trong thì đã chùi nó có một cái đốm của thằng nó vậy nè, chị thấy nhục gùi đúng không, cho nó dày nó bị nổ gì đó nhưng mà không xuyên, rất đẹp thì nó dày, đường kính 23 cao 12 chị nha, con này 300 là lỗi nó nhẹ. Cái này khoảng 350 cho đủ giống. Tiếp theo chị nha, đây là cái quánh chị nha, ý cái nồi lẩu chị nha, me 300k, đường kính 26 cao 9 chị nha, nó có mấy cái lớp chấm này nè, 300k tiếp theo cái nồi nóc đã qua sử dụng cho cũng nhìn chị nha, đường kính 21 cao 9 250 áp suất rồi bỏ đi, bỏ đi. Đây là một cái lẩu mà thiếu nắp này, là bữa nào kiếm nắp bán, cái lẩu này rất đẹp nha, dày nguyên khói nha, dày nguyên khói luôn, con này 250 nha, đường kính 25 cao 9 250 rồi, lên áp suất đi, nó chút chút khe nha, con này khoảng 3 lít chị nha, con này 3 lít 500 gì nha, 3 lít 500 đủ đồ chị nha, ý coi nấm đây nó chạy, nó mắc cái nấm chưa, 300k chị nha, số 21 300k, ý 500k lộn, 500k áp sức mà làm với 300k, ôi 6 lít chị nha, 500k như vậy, 500k đi ở là quyền nó biết cái bức là mệt lắm, áp sức chị nha, có từ chị nha, con này hình như không
coi là đẹp ghê trời. Sáu đó chị nha, nặng khủng khiếp luôn. Gòn cũng đẹp nè, con này 90k chị nha. Em bao đủ đồ không bao gòn chị nha. Thì em bán như cái nồi vậy. Anh chị nào mà hiểu được đó thì hãy mua, mất công về bán vố em mệt lắm. À, hàng đã qua sử dụng rồi, đôi khi nó sẽ có con là nói chung là cũng sẽ có dập những nghề xì cái đường gòn này nè. À, nhưng mà quan trọng bao đủ đồ, giá thì có vài trăm ngàn. Coi những con này em bán 1.000.000 không á, bây giờ em bán có 900.000 nó rất đẹp đúng không? Nè em bán có 900.000 6 lít chị nha. Cái hình hà. Con này 2.5 lít nè. Con này 2.5 lít với nhà đẹp cực kỳ luôn, nó xíu và đẹp nè. China xuất nhật hay gì ra? À China xuất nhật rất đẹp. Con này 2.5 lít thì đẹp cực kỳ luôn chị. Mới tanh ngon nè. Con này 550 chị nha, 550. 2.5 lít. 2.5 lít chị nha, con này 2.5 lít. Dùng tự nha, đây là xả luôn. Số 23. 24. Con này 5 lít cho chị nha, 4.5 lít chị nha. 4.5 lít nha, con này dùng tự, China xuất nhiệt luôn nha, rất mới. Con này nấm con đó, con này 800 chị nha, trên đa xuất nhật 4.5 lít, dùng từ hai đáy nha. Con này của Pháp nè, nhật xuất Pháp nè. Mấy con này thường cứng gì, con này Pháp nhiều khi là nó đa phần nó hư gòn nhưng mà tao vẫn mua con 5.5 lít chị nha, quá thích rồi. 650 chị nha, 5.5 lít. Pháp chị nha, con thử con Pháp đơn xỉ. Con này con nhật nha. Con đã ít xì lắm rồi nhưng mà vẫn bán giá không bao. Đây là cái con đây là cái 100 nó xài chị nha. 6 lít cho này 800k gì nha, 6 lít 800k đủ đời nha. Đủ đời 600, 800k. 6 lít 800k, 6 lít số 26 gì nha. Lít số 27. Con này bà 3 lít nha, rất đẹp. Con này 700k. Gòn chuẩn là đủ đồ chị nha. Đấy chân ta. 3 lít. Không bao gòn, không bao xì nha. Em chỉ bao cho anh chị đủ đồ thôi chị nha. Bao nhật cho anh chị. Nói chung là những này là hàng Nhật hết, có khi xuất Pháp. Mà thường á hàng qua sử dụng rồi sao bao gòn nữa anh chị. Anh chị nhiều khi thắc mắc nói không bao gòn xài giả nó vẫn hơn cái nồi đúng không anh chị? Anh chị em nói đúng không, vẫn là cái nồi bình thường nhưng mà nó dày lắm, nó còn mấy kilo không, như con nhỏ xíu nè, nó đã 1.8 rồi đó anh chị. Con này 500k chị nha, 3 lít đó, một cái nồi bình thường xíu là 1.8 nè. Con này 2.3 nè chị, của Pháp nè, rất bự rất dày nha. Này gòn thường con Pháp nó bị ấy lắm. Con này 700 chị nha, 700 nó đẹp kỳ chút, 5.5 lít. Với hành chính da nặng quá vậy, khi không nổi. Con này nó bự nó nặng lắm nè, con này con 2.6 kg anh chị, rất dày mà đẹp chị nha, gòn rất chuẩn luôn nhưng mà không bao chị nha. Em chỉ bao đủ đồ với chúng tương đó là có đồ đẹp nhất thôi. Con này 900 chị nha, con này 5.5 lít. China xuất nhật luôn mà khắc luôn nè. Còn 5.5 lít nha, China xuất nhật luôn mà bị cắt luôn. 900. China xuất nhật mà còn khủng khiếp hơn là hàng Nhật. Con này là khoảng 3 lít chị nha. Khi mỏi. Đây là gòn chị nha. Hai gái là của Nhật chị nha. Là 500. 3 lít chị nha. 500. 31. 32. Con này 3 lít nha, là dòng kẹt. Con này rất mới luôn. Còn tem Nhật luôn anh chị. Để đây nè. Con này là 650 chứ nha, 3 lít. 3 lít nha, dùng tự nhạy nóc. Rồi cho lên chảo cái này lên. Cái lên chảo được rồi. Con này còn tiếp kèm chị nha. Con này cũng 3 lít luôn, 6.5 lít luôn chị nha. Đi chảo. Hai ấm được rồi.
Thì liền hãm lên đi. Hãm làm lên chảo đi. Làm 650. Hãm này chị nha. Hãm này rất đẹp chị, dễ thương không không kêu nha. Cũng không có lọc luôn, 200. Số 34. Từ từ vậy nha. Hãm này 2 lít 2 nó lại. 34 200. Cái này bự cho báo luôn. Con này bị cắn mớp nhẹ vậy nha. Em bán 200 ngàn một chị luôn. 3 lít vậy nha. Con này 3 lít. Từ từ đi nha, cái mớp nhẹ đã. Rồi dùng cái chảo vậy nha, cái chảo. Ngày mai dòm, ngày mai bán, ngày mai đi mời ra cho em thêm. Cái lô biết từ ý cái lô áp sức, áp sức còn không? Bên ta còn không? Không ra còn áp sức không? Mời áp sức cái chảo em ra hai thứ luôn, áp sức cái chảo nào luôn. Cái chảo này có từ rất dày vậy nha, chung nó qua sử dụng mà nó cũng còn bóng lắm, nó chỉ chạy xíu đi nhiều thôi nhưng mà lòng nó còn rất đẹp. Con này là 250 chứ nha, con này của thằng của thằng Beauty Fan nha, của Pháp dùng từ nha, 28 cao 5 250. Con này là cực kỳ đẹp nè, lòng nó đẹp nhưng mà nó bị xíu ở trên đây. Tiếp theo con này 150 chứ nha, cũng còn dày đẹp chị nha, có xíu nhẹ. Con này 200 chứ không gửi gì trời. Con này 200 chị nha. Con số 26 phân 5 phân 200. 37 38. Con này khổng lồ có từ nha chị, 200 luôn anh chị nha. Nó rất là dày mặn luôn. Con này có 250 á. Đường kính nó 20-32. 26 250 chị nha. Con này còn đẹp lắm, bị đỏ thôi. Có từ nè, rất to nha chị, bị đỏ nhẹ luôn. Con này còn rất là bóng, mới cưỡi ra nó nổi thôi, nó đỏ thôi. Tiếp theo con này bao mớp luôn. Để họ bán giá lỗi. Mớp là đẹp lắm. Con này không từ mà rất là dày nha. Con này 250 luôn chị nha. Con này rất là dày. Đường kính 26 hơn, cao 6 nha, rưỡi luôn. Rất là dày dặn luôn chị. Tiếp theo con này cũng đẹp nè. Con này cũng dễ thương lắm, 150 luôn nha. Đường kính 27, cao 6, 150. Tùy theo cái đợt chảo đó, có thể là không có 150, cái đợt chảo 150 nhiều. Tiếp theo con này có từ anh chị, con 150 chị. Con này nó trong dính bạc 25, cao 7 nha anh chị, 150. Bị đỡ nhẹ nè, có từ chị nha, con này có từ. 41 42, con này không từ anh chị nha, 150. Nhưng mà con này cao, dòng chảo đá được kính 27, cao 8, 150. 43. Con này thì có từ chị nha, cũng đẹp. Con này cắt nặng dày 250 chị nha, đường kính 57, cao 6, 250. 250 số 43. Con này có từ chị nha, con này cũng tương đối nhìn ổn, 150 chị nha, đường kính 56, cao 5. Thì mấy con này em bán cũng giá lo lỗi nè. 250 tiếp theo số 44. Con này khá to nha. Không từ nhưng khá là to. Con này là 250 nha, đường kính 31, cao 6, vừa là bự vừa là đẹp. Mà bán có 250 cho anh chị luôn. 45 46. Con này có từ nha nhưng mà hơi xấu thì nha, hơi xấu là 150 cho nha. Đường kính nó càng như là 30 vậy á, phủ bì nha. Cao 7, 150, rất to và có 150 thôi. Cái này liền nó khác lên. 47. Con này dày dặn nặng chị nha, không từ. Con này là 250 chị nha, đường kính 29, cao 6, 250. Lấy gì ạ? Lấy vậy chảo nó có kìa. 48. Con này Tifan không từ, nó bị xước nhẹ rồi chị nha. Nhưng mà con này rất là mới luôn chị. Con này 250 chị nha, bị xước rất là rất đẹp. Đường kính 27, cao 5, 250. Con này mấy cái được rồi, đưa bà cho hỏi đây. Này chị đi nha. Một cái cặp này là 250 cho em này chị nha, chảo đường kính 14-18. Tiếp theo cái này rất đẹp nha, không biết có từ không mà đẹp cái gì trời. 300k chị nha. Cuối cùng là con này đẹp cực kỳ luôn, con cuối cùng là ba đẹp trai dày dặn luôn. Con này ký hơi ký lô gì nha, 26 năm 300k. Em xin hàng nhập anh chị vào ngày mai nha, 14 giờ chiều mỗi ngày. Cảm ơn TV, cuộc gọi trực tiếp cho em nha chị nha. Bye bye.